Ngay con đòi nuôi chó, mẹ ngăn cản quyết liệt. Nhưng khi mang về một tuần thì không biết ai mới là con ruột. Chốn làng quê Thanh Bình trong buổi trưa hè oi bức, kèm thêm cơm bộ cúp điện, một người một chó ngồi bên nhau, nhìn ra ngoài hiên ngắm mây trời. Chú chó nhỏ thì nằm tan chảy dưới nền nhà vì nóng, còn người phụ nữ thì ngồi thảnh thơi trên ghế, tay phe phẩy cái nón lá quạt mát cho chú chó con. Thấy bà ngoại cưng chiều, chú chó cũng biết ý mà bò lại gần hơn để được nâng niu chăm sóc. Mặc dù trước đó bà ngoại đã thẳng thừng tuyên bố trước cả nhà là không được nuôi bất kỳ con chó con mèo nào trong nhà hết. Cuối cùng, sau khi con chó nhỏ trở thành thành viên chính thức của gia đình, thì người chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, thậm chí là phải ngồi quạt mát mấy hôm cúp điện vì sợ cậu vàng bị nóng, không ai khác chính là bà ngoại. Bà ngoại cưng đến mức con gái phải họp gia đình gấp để mà xác định lại xem ai mới là con ruột trong nhà. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip cũng đã hết lòng an ủi kiểu hình ảnh đứa con ghẻ tìm được người con ruột thất lạc về cho mẹ, thật là cảm động. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Và Phúc để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.